tập trung ráp phụ con 42 vào cái lên cái này nhanh lên. Ông ăn ông nóng ruột lắm rồi. Tháng qua không lên được. Chưa gió này giờ đến tối. Em hỏi trời rồi, gió giờ đến này đêm. Ở đây con này đây nha, con 42 đang gắn cái bộ này bộ đi đây, chưa biết là. Ui ơi. Vừa vừa nó đang ngốc. Nếu mà gió ấy thôi chứ hết dông nổi rồi. Rồi công đoạn sắp xong. Cao nèo quá không? Là 4m2 này. Loạn âm luôn rồi chứ. Rồi tiếp tục một dân chơi đam thêm một con nữa. Bên kia này nó vắng quá, nó qua đây. Bên mình đuổi không đuổi thôi, bên nói đuổi gì, bên nó được ưu tiên xong rồi vẫn chờ qua đây hết chạy rồi, chuẩn bị lên con này nhá. Xong có 200 rồi. Rồi chuẩn bị lên con này nhá, con này đáp tôi đẩy từ đầu lên. Rồi quá đẹp. Con này đang lượn lờ quá. Rồi trên bầu trời nó đang loạn âm mấy bạn nhá. Nay không nghe được con nào hết. 2 4 6 8 9 con rồi nhá. À, 9 con nhiều cháo. Sắp hả? Đúng rồi, gió này mà không lên nổi thì thấy không? Nhìn ra đến nó cứ đâu là cắt đâu.
Rồi, chuẩn bị lên con này nhá. Lên, trái. Phải có cái đường chạy xuống đây này. Lên một luôn chưa? Rồi, đang kéo xuống nha bạn nhá. Rồi, con này đang lên thì con này đang kéo xuống. Con này đang kéo xuống này. Rồi, sắp xuống. Sắp xuống tới nơi. Tuyệt rồi, các bạn thấy hay, các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn đã chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.